Ui. Hôm nay bốn bà cháu mình sẽ có một cái trò chơi mới như thế này. Phổ biến cho ba bà luôn nhá, là cháu sẽ đưa ra một từ khóa và người được cháu đưa từ khóa đấy phải diễn tả lại được cái nội dung. Đó, tức là ví dụ là con ngan, con ngỗng chẳng hạn, vân vân, đúng không? Thì mình phải diễn tả làm sao là đúng đúng cái con vật đấy, xong là người ở dưới là sẽ đoán và xem là đúng là gì. Đó, nó là con gì. Đấy, và người đoán trúng thì sẽ được một tràng vỗ tay, còn không trúng thì nhảy lò co. Đó. Còn người mà đưa ra cái từ khóa mà không đúng là cũng bị nhảy lò co. Nhất trí không? Nhất trí. Nhất trí, đưa tay vào đây. Hay quá. Yeah. Bây giờ ai sẽ là người xung phong chơi trước nào? Nào. Bà Tiệp. Xung phong mạnh ra lên. Mạnh ra lên. Bà Trướng. Rồi ok, bà Trướng. À bà Sảnh rồi, ok. Rồi bà Sảnh chơi trước đến đây. Đó. Bà Sảnh nhảy hay mà, lò co hay mà. Nghe thấy chưa? Rồi, bắt đầu. Con vịt. Con vịt. Cái con kia cơ mà. Không phải con vịt thôi. Nope. Hợp đây. Tao cảm thấy cười đấy. Nhớ đi. Cái con chó muốn đấy cả. Thôi bà sảnh diễn giải như này không đúng rồi. Đúng rồi. Không có phải như này đâu. Rồi, yeah. Hai vòng, bắt đầu. Đúng rồi, bắt đầu. Hai vòng, ba. Không đúng. Hai. Rồi. Ba thầy, cố lên. Rồi, xin mời bà về chỗ. Đấy, từ khóa đấy là sẽ phải thể hiện như thế này chứ. Đấy, nãy là con gì? Cháu đưa ra từ khóa là con gì? Con mèo. Đúng không? Con mèo phải như thế này chứ, đúng không? Phải. Đấy, ví dụ thế. Không có cái này đâu. Đó, như thế là không đúng. Rồi, bây giờ tiếp theo, bà tiếp theo. Ừ. Bà tiếp theo nào? Đây. Đây, chứ không có đi. Rồi, xin mời bà tiếp. Chứ không phải là con mèo là như thế này đâu, đúng không? Không phải con mèo đó. Đó. Rồi, xin mời bà tiếp ra đây. Rồi, xin mời bà tiếp. Bắt đầu. Một, hai, ba. Con chó. Rồi, cho bà Sướng một tràng vỗ tay lớn. Hai. Rồi, tiếp tục đến bà Sướng. Rồi. Đây đó. Không ở đấy chứ bà. Đây. Rồi. Hai bà chú ý tập trung. Ôi. Con khỉ. Đấy. Tàn một động tác đấy rồi. Nó. Con gì? Ai biết giơ tay? Rồi, bà đó. Con vịt đúng không? Đúng không? Cho bạn xuống một tràng tay. Rồi, thế bà Trưởng, bà Sảnh đợt này là cũng diễn tả gần được rồi. Đó. Tiếp tục đến bà Tiệp. Bà Tiệp nào? Không biết. Ừ.
bắt đầu đi. Con gà. Bà Sánh. Con gà. Đấy, tiếp tục bây giờ đến bà sướng. Không cần nói ra. Không nói ra tiếng con ấy. Mà mình chỉ diễn tả thôi, đúng không? Mình chỉ diễn tả cái con vật đấy thôi. Đó, bà sướng. Đây. Nhìn vào hai bà. Cố lên. Con đi đâu? Tôm mẹ. Mẹ. Phải không? Con gì? Con ai biết giơ tay? Cái gì? Bơi thế này. Đây là con gì? Con gì nào? Con Bà Sướng diễn tả lại một lần nữa nào. Diễn tả lại một lần nữa. Con gì bơi thế này? Đó. Con gì? Con gì bơi thế này? Rồi. Con gì? Con gì bơi thế này? Hả? Con gì? Con ngan. Tụi ma. Con cá. Đấy. Làm rõ cái gì biết được chứ. Làm rõ ra nha. Con lớn. Con gì? Bạn đoán được không? Con gì? Con trâu. Bà nào đoán được nào? Con trâu. Giơ tay. Xin mời bà Sướng. Con trâu. Chính xác. Đúng rồi. Con trâu là đúng không? Như thế này đúng không? Tính ra bà Sành là phải như thế này cả. Đấy. Đấy không cần đâu đúng không? Như thế này đúng không? Như thế này là biết rồi đúng không? Đấy. Không phải là chính xác này. Đúng rồi. Ai cũng có một cái ý riêng rồi. Rồi bà Sánh về mấy chỗ đó. Rồi bây giờ đến bà Tiệp. Đấy. Đó. Con gì? Con lợn. Không. Con gì? Lại. Làm tiếp nha. Con gì? Con gì? Con chó. Con gì? Không. Con gì? Không. Con chó. Không. Mò. Hai bà Tiệp đúng không? Đúng. Mò là con gì? Con gì? Con bò. Đúng rồi. Đúng rồi. Thế mà đó, cũng gần giống nhau đúng không? Đấy. Rồi. Bây giờ đến lượt bà sướng. Bây giờ là con đấy. Nào. Con lớn. Con gì? Con lớn. Con chó.
con lợn đúng không? Con lợn đúng không bà Sức? Vâng. Rồi bây giờ tiếp tục đến bên bà Sánh nào, bà Sánh nào, bà Sánh tiếp tục đó. Rồi bà Sánh, bà Sướng ngồi xuống đi. Bà Sướng ngồi xuống rồi. Bà Sướng nhá. Ừ. À bà Sánh, bây giờ là con được không? Con lấy được không? Con lấy làm được không? Làm chi chám nhá. Không đoán nhỏ đấy. Được không? Rồi. Con mèo. Ai biết cho tay? Con mèo rồi. Con mèo. Không phải. Bà thấy diễn tả con đấy kêu được rồi. Đúng không? Đâu, con gì? Con gì? Nói đi. Bây giờ nha, bây giờ ví dụ cháu diễn tả được hai bà này là đoán được thì hai bà này là cháu là người thắng nha. Nếu mà cháu không được cháu nhảy lò cò nha. Đây, là con này. Cái gì? Nói đi. Con trâu. Không phải. Đấy, con ma. Không phải. Con mèo. Đây. Con dê. Đúng không? Đấy. Đúng. Bà thấy luôn đúng không? Đó. Đấy nào. Nhanh đi. Nhanh. Quá lần nhá. Rồi, ok. Trò chơi của đúng à. Hôm nay các bà chơi có vui không? Có. Vui không? Vui đúng không? Vui cười cá nào, cười cá nào. Xin chào tất cả mọi người nha. Hẹn gặp lại video tiếp theo nha. Bye bye. Mọi người nha. Bye bye.